Gió phận Bùi Chu. Xin được trân trọng giới thiệu những cuốn sách của cha Phêrô Trần Mạnh Hùng đã được xuất bản. Mọi thứ xảy ra trong cuộc sống liên quan đến vấn đề đạo đức sinh học luôn là một trong số những nhức nhối của những người có trách nhiệm, nhất là các nhà huấn luyện. Bởi không đơn giản để chúng ta nhận ra được vấn đề và càng không đơn giản khi chúng ta giải quyết những vấn nạn. Trong tinh thần đồng cảm với những băn khoăn và trăn trở đó, Linh mục Phêrô Trần Mạnh Hùng đã cho xuất bản các tác phẩm nghiên cứu của mình với chuyên ngành thần học luân lý và đạo đức sinh học. Cuốn thứ nhất, Thần học luân lý một cái nhìn mới, nhà xuất bản Tôn giáo, được xuất bản năm 2012. Cuốn thứ hai, Phát triển nền văn hóa sự chết, an tử và trợ tử, nhà xuất bản Phương Đông, xuất bản năm 2015. Cuốn thứ ba, Đạo đức sinh học và những thách đố hiện nay, nhà xuất bản Phương Đông, xuất bản năm 2016. Cuốn thứ 4, Sự sống và quyền bất khả xâm phạm, nền tảng luân lý cho xã hội, nhà xuất bản Tôn giáo, xuất bản tháng 9 năm 2020. Cuốn thứ 5, Tính dục, tình yêu và hôn nhân, nhà xuất bản Tôn giáo, xuất bản tháng 9 năm 2020. Cuốn thứ 6, Lương tâm, theo quan điểm của thần học luân lý Công giáo, nhà xuất bản Tôn giáo, xuất bản tháng 12 năm 2021. Ngoài các kiến thức chuyên môn về bộ môn thần học luân lý và đạo đức sinh học, Linh mục Phêrô Trần Mạnh Hùng còn chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về hành trình đời sống đức tin, đặc biệt là các kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu và cách riêng là những ai muốn trở thành người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô qua tác phẩm Chúa luôn hiện diện bên con, tâm sự với các bạn trẻ về những điều kỳ diệu trong hành trình đức tin. Đây là cuốn sách thứ 7 của cha được in tại nhà xuất bản Đồng Nai, xuất bản tháng 8 năm 2022. Linh mục Phêrô Trần Mạnh Hùng sinh tại Việt Nam. Sau biến cố năm 1975, Ngài đã rời quê hương và được định cư tại nước Úc vào năm 1982 với tư cách là người tị nạn. Ngài lãnh sứ vụ Linh mục vào tháng 7 năm 1994 tại thành phố Melbourne thuộc tiểu bang Victoria. Ngài nhận học vị tiến sĩ thần học luân lý vào năm 2003 tại Học viện Thánh Alfonso trực thuộc Đại học Giáo hoàng Laterano Roma. Linh mục Trần Mạnh Hùng đã từng làm việc tại Trung tâm Đạo đức sinh học của Tổng giáo phận Perth thuộc tiểu bang Tây Úc, và Ngài cùng đồng thời được mời làm giáo sư thỉnh giảng cho bộ môn thần học luân lý và đạo đức sinh học tại Học viện Thần học Chúa Chiên Lành, The Good Shepherd Theological College, thuộc thành phố Auckland, nước Tân Tây Lan. Hiện nay, Ngài là tuyên ý công giáo cho Đại học Tây Úc, University of Wisdom Australia, cũng là tuyên ý cho ký túc xá sinh viên công giáo Thánh Thomas More của Tổng giáo phận Perth, tiểu bang Tây Úc. Hy vọng rằng với những điều tuyệt vời và thú vị trong các tập sách này sẽ đem lại ích lợi cho mọi người cả về tri thức cũng như đời sống tâm linh.